iPhone 11 khiến ứng dụng bản đồ trục chặt. Một lượng máy iPhone 11 Pro đã mắc lỗi GPS, khiến ứng dụng bản đồ Waze và công cụ theo dõi hoạt động thể thao Strava không thể hoạt động. Một số người dùng đã phản nàn lỗi kỳ quặc trên iPhone 11 Pro liên quan tới GPS. Strava khẳng định lỗi này vẫn hiện hữu và chưa được khắc phục. Trong hầu hết trường hợp, lỗi GPS khiến iPhone không thể theo dõi hoặc định vị không chính xác. Ví dụ với Waze, ứng dụng không biết đích xác vị trí xe đang ở đâu và nghĩ rằng đang đi sai đường. Như thường lệ. Apple không xác nhận lỗi GPS mặc dù lỗi này không mới trên iPhone, iPhone X cũng từng gặp tình trạng tương tự với ứng dụng bản đồ Waze và Google Maps, có vẻ như iOS 13 chưa khắc phục hết sai sót trong phiên bản hệ điều hành trước đây. Với sự cố mới nhất, ngay cả khi người dùng khởi động lại máy, thiết lập lại hoặc cài đặt lại iOS vẫn không khắc phục được.